Vâng, phía bên ngoài thì bên em vẫn đang nhộn nhịp đóng hàng ngày buổi chiều 25 tháng 1. Những combo loa G4000 thì bên em đang đóng để gửi đi xe Văn Minh về Hà Tĩnh đây. Những combo G4000 và những combo G4000 đi lắp gần Hà Nội đi ạ. Và bên cạnh đó là còn những combo loa VK938. Bên em cũng đã test sẵn đây rồi. Và đi những con đẩy D50S này, Super 260P này. Và những con đẩy D50S liên tục lên đường đấy ạ. Bên em đã test sẵn để riêng ra đây rồi ạ. Đẩy D50S. Hiện nay thì các bác và anh em đang muốn nâng cấp lên D50S dùng rất là nhiều để tích hợp công nghệ mới nhất hiện nay là những con đẩy D50S đẩy liền vang. Và các bác đừng ạ, bên trong bọc rất là cẩn thận rồi, bên ngoài thì bọc những cái xốp góc này nữa để cho chắc chắn hơn. Đó, những combo loa G4000, bác nào mà có nhu cầu lấy thì hãy liên hệ ngay cho đội ngũ CK Audio để được tư vấn nhé. G4000 cực đẹp luôn, đây là không gian đóng hàng thì ngày nào nó cũng bừa bộn thôi ạ. Cuối năm càng nhiều đơn hàng đi lắp đặt rồi đi ship thì bên em rất là bừa bộn. Đó, đôi 938 cực gấu luôn. Trong nhà thì vẫn đang có một đoàn khách đang xem combo loa với các 938 chúng ta theo chân vào trong phòng kỹ thuật. Đó, đây có bác khách cũng đến xem loa đây. Rất là nhiều, cuối năm chúng ta tranh thủ mua sắm đi ạ. Mời bác vào trong nhà. Bác khách xem loa rồi, ok, bên trong còn một đoàn khách nữa. Chúng ta theo chân vào trong bên trong. Đây là phòng kỹ thuật test loa để khách hàng đến xem và trải nghiệm. Đó, đây bác khách, hai bác khách đang ở phía trong này, đang test loa đây ạ. Combo rất khủng. Đó, hai bác khách này từ đâu xuống đây ạ? Hai bác từ đâu xuống ạ? Mình ở đây mà. À đây ạ. À, đây ạ. Xin chào. Vâng, bác khách đây ạ. Rất là đông, cuối năm. Bộ loa toàn đời mới hả? Vâng ạ. Đời mới mà. Đúng là với các 938 này, đẩy D50S này và súp T8 hay T9 này. 2012, 2012 Bluetooth. Đèn nano cực đẹp luôn ạ. Tôi xem thằng vào bộ vừa vừa đi, xem ok. Có nhiều. Hàng xịn xò nhiều lắm. Bao tiền? Tùy ạ. 26 triệu. Rất là nhiều combo các bác chọn lựa. Và bên em đang test nhạc. 25 tháng 1 rồi, cũng gần Tết rồi. Gần Tết rồi ạ. Đó. Đó, chọn lựa cho mình những combo phù hợp với không gian gia đình nhá. C12 này, đã về này. C12 này. SH1500 Pro này. SH1800 này, Pro này. Loa 938 này. Đó, B12 này. B12. Cực đẹp luôn, nhìn sang xịn không ạ? Đó, hai đoàn khách. Các bác nào mà có nhu cầu thì đến trực tiếp 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội và gọi điện theo hai số hotline trên tấm biển quảng cáo đấy ạ. Rất là nhiều các đoàn khách đến tận nơi. Yeah.